các bạn đến tin nhanh 24/7. Bất ngờ hệ thống DOC trên Unity 10 được trang bị bạc đạn. Honda Unity 10 là một cái dòng Underborn ở hạng 150C của nhà Honda với hệ thống DOC đặc trưng. Và cái chiếc Unity 10 có hệ thống lạc cò con lăn kết hợp với DOC để giảm ma sát, giảm trọng lượng cho chục gram. Tuy nhiên, mới đây, một màn ảnh đầu bò được tích hợp bạc đạn trên 20 gram. Như mọi người cũng biết, hệ thống DOC thường không có bạc đạn, 20 gram dựa vách máy để làm việc. Đây được xem là kiến thức cơ bản của DOC. Việc bôi trơn tất cả 4 vị trí này phụ thuộc vào nhớ rất nhiều. Thiếu nhớ có thể gây ra xước chục gram. Tuy nhiên, mới đây một màn ảnh được tung lên mạng tại Malaysia với cái đầu bò của chiếc Unity 10 với 20 gram được tích hợp bạc đạn, giảm ma sát. Phần còn lại thì được giữ nguyên như chục gram một gói. Hệ thống cò con lăn. Và sau đây là bài thông số kỹ thuật cơ bản của cái chiếc Unity 10. Cái động cơ xăng đơn 4 thì 4 van dung tích 150C làm mát bằng dung dịch phun xăng tử. DOC, con tay, hộp số cấp. Công suất cực đại đạt ở mức 15,6 HP A cộng, 9000 RPM. Moment sắc đại 13,5 m A cộng, 6500 RPM. Đèn pha dạng LED. Và giá bán lẻ đề xuất ở Việt Nam rơi vào khoảng là 45.500.000 đồng. Xúc hẳn đồ chơi khủng gần 30 củ, biker hóa xác cái mập Jazz 100 khiến 500 em không rời mắt được. Cái chiếc Jazz 100 độ bên dưới đây, phiên bản đã được dọn lên cách đây gần 3 năm, có một tay chơi xe có tiếng ở Việt Nam. Dù đến hiện tại không biết em nó đã trôi về phương nào, nhưng những góc ảnh mà nó để lại đến nay vẫn còn vô cùng hot. Cái chiếc độ được sơn cái dàn áo phong cách là tem đấu, lấy ý tưởng phối màu sắc nét cùng với những thương hiệu phụ tùng xe nổi tiếng giống như những cái chiếc xe đua mà ta từng thấy. Bên cạnh đó, nhìn vào cái đầu cái chiếc Jazz, chúng ta được góc ảnh quen thuộc cụm thắng Rainbow tháo xe phần lớn, đi kèm cụm thắng CRC Fordin cùng với bình dầu Risma hình giọt nước làm ở chiếu dầu trời. Tay con CRC CB tích hợp khả năng tăng con bằng tay cũng như là khả năng gặp tay thắng tự động khi có sự va chạm. Một nữa, ta nhìn lại cái dàn chân trước để được cái sự khéo léo của dây dầu Rainbow logo nhỏ hai bên xứng tháo từ xe phần lớn được bắt vào hệ thống treo trước thông qua phát heo CC. Góc ảnh đĩa gaffer 260mm cách đây gần 3 năm cũng không khác gì so với thời điểm hiện tại. Cách đây cũng rất lâu, cái chủ xe đã dọn em nó sổ một cái phục Cordin bình dầu trời, một dòng sản phẩm giảm sốc có mức giá trên 10 triệu đồng mà cho đến hiện nay vẫn còn rất nhiều anh em chơi xe không với tới được. Hollin rất đặc trưng với hình lò xo và bình dầu màu vàng. Cái dàn chân sau của em nó sử dụng cái bộ ben đạp Rainbow để truyền lực phanh tốt hơn cho cái chú heo dầu Rainbow xoay ngược ở phía sau. Sở dĩ cái mẫu heo đối xứng này có thể xoay ngược xuống mà không có sợ bị hư piston là do cấu tạo bên trong của heo dầu đều có cái hai rãnh thoát nước rất là lợi hại. Lời khuyên cho anh em đẩy sủ là heo Nissin không nên xoay ngược vì không có rãnh như Rainbow, rất dễ làm hoen rỉ giảm tuổi thọ của heo. Jazz 100 được trang bị thêm các dàn chân sử dụng cái mâm race boy 5 cây CNC. Dù mình không nhớ rõ trước kia mức giá nó tầm bao nhiêu, nhưng hiện nay nó đã bị ngừng sản xuất đối với phiên bản màu đen như là cái chiếc xe này đang sủ, và mức giá tầm phải bỏ hơn là 30 triệu đồng, cũng phải mua săn tìm rất nhiều nơi. Tổng thể góc ảnh của cái bé trai một lần nữa nhé. Cảm ơn bạn đã theo dõi này hay trực tiếp, nhớ like, share, subscribe.